mình à, giờ mình đi ra ngoài cái xuồng, cái mình đổ ra cái vụ. Giờ mình đổ vụ ra. Mình à, xin chào các anh chị và các bạn. À, hôm nay á, mình bây giờ u này nè, hôm hổm lượm nó cho mình nè. Rồi cái hôm nay mình đổ ra để mình làm cái gấu dầu u. À, mình mời cả nhà còn các anh chị xem mình làm cái gấu dầu u này nha. Nhiều thiệt là nhiều tái dầu u luôn ạ. Mà mình muốn làm cái gấu dầu u á, mình phải lựa cái tái dầu u cho nó tròn trẻ và cho nó bự, cho nó nguyên vẹn á, cho nó thiệt đẹp. À, mình mới có cái gấu đẹp được. Tại vì tái dầu u cũng có tái bự tái nhỏ, chứ cái gấu nó khi nó cũng không đều không đẹp nữa, nên mình phải lựa cái tái tròn nè. Cái tròn mà nó bự nữa. Mình lựa ra. Tái này bự chán được. Giờ mình cưa. À, mình cưa cái tái dầu u này ra nè, mình lấy cái lửa cưa sắt nè, bị cái tái dầu u nhỏ quá mình không có cưa bằng cái sứa được. Mình cưa vòng vòng. Mình để nguyên cái vỏ này mình cưa luôn, đặng mình biết cái đầu với cái phân biệt cái đầu đít, còn mình lậu cái hết cái mình không thấy rõ. Cho nên mình để nguyên gì mình cưa. Nhớ cái dầu này ngày xưa nè, mình không có dầu lửa. Cái mình ưa hay mấy chị em mình ưa hay lượm cái dầu này về để đốt. Sỏi sâu cái đốt. Thắp sáng. Gần đứt ra kìa. Dầu dễ cưa hơn cái gấu dừa. Rồi, đứt ra rồi. Giờ mình lấy cái cán muỗng này nè, mình khựi cái ruột dầu u ra. Cái ruột dầu u cũng dễ khựi. Nó để nhúc nhích ở trong đây luôn à. Mình dầm dầm cái nó nát, cái nó rớt ra hết à. Mình dứt ra hết cái ruột dầu u rồi, giờ bắt đầu mình dứt cái phần kế đây nè. Không phải là ruột dầu u mà cái vỏ nó xốp xốp, nó chưa có tới cái phần cứng ở ngoài. Mình cho cái phần này ra hết luôn. Mình lấy cái vỏ xốp với phần cái vỏ dầu u ở ngoài, vỏ cứng ở ngoài nè, mình lấy ra muốn hết rồi nè. Giờ mình thử ra từ từ cho nó hết, cho nó láng lại. Bây giờ bắt đầu mình gọt cái vỏ ngoài này mình bỏ. Ở ngoài nó có cái vỏ bao ở ngoài nè. Cái nó mới tới cái lớp cứng giống như cái tái dừa mà mình lột cái vỏ dừa ra vậy. Thì cái dầu u thì vỏ nó mỏng hơn. Mình cạo cái vỏ này ra hết rồi nè. À, cái sau cái mình lấy giấy nhám á, mình chà lên cho nó sạch. Xong rồi. Dễ thương ghê. Giờ mình tiếp mình cưa thêm cái nữa. Hút cũng làm nữa không Hút? Hút ơi. Dạ con. Ngồi đàng hoàng đi. Ngồi, ngồi lên, ngồi. Mình làm nãy giờ được 5 cái rồi. Dễ thương ghê luôn. Mà mình chưa có chà giấy nhám nè. Mình chà giấy nhám rồi cái nó sạch. Nó bóng nó đẹp. Bảy. Bảy. Bảy rồi. Ngồi xuống đi. Con ngồi xuống đây. Giỏi. Gì? Bảy rồi. Bảy. Bảy rồi. Rồi giờ mình cắt gốc trúc. Cắt gốc trúc đây. Mình gắn vô cái trái bộ của mình lột ra mình làm cái gấu tích nước. Đúng rồi.
rồi mình lấy ra được đây. Rồi mình cắt ngang đây, mình cắt mình vô mình cưa ngang đây. Giờ cưa đầu ra. Gốc cúc. Lửa gốc cúc khô anh. Rồi. Mình chẻ nhuyễn nhuyễn nhỏ nhỏ ra cho mình mới vuốt. Mình vùi tới mùa u. Để miếng gáo vô anh. Để miếng gáo vô cho để có vô, cho nó có than. Để miếng gáo nó có than cái để vô ngon lắm. Rồi mình để vô vài tới mùa u nè, cho nó thơm. Nhìn tới mùa u này nè, hồi đó là mình làm thắp sáng nè. Mình đốt mình thắp sáng. Nó có cái chất dầu á. Chất dầu của mùa u này cũng tốt dữ lắm á. Mình thấy ép ra thành dầu á là mình sức mấy cái vết chày vết thương nữa. Đây 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 đây. Đây. Đó, mình vừa được lỗ rồi nè. Đó, mình vừa được lỗ rồi nè. Đúng qua đây nè. Thấy cây cầm luôn. Đấy cây cầm luôn chắc dữ lắm ạ. Đó, con dừa đó qua rồi. Mình đẻo cán mình đưa vô. Mình đắp lại chút xíu rồi. Cái gì vậy đó? Rồi, mình đã xong một cái mũi múc. Cái gáo. Đây mình đã hoàn thành. Anh Thảo mình làm qua một đoạn, nãy mình bào. Mình móc cái mình cưa mặt. Mình lấy cái cơm trong đây ra hết. Bây giờ ông xã mình thì khoan dùi cái lỗ này nè. Cái gắn cái cán vô. Cắt cái nhám qua nguyên trà cho mình. Nguyên trà nhám. Này mình làm qua công đoạn. Này làm cái gì? Cái bằng thủ công mỹ nghệ. Đồ mỹ nghệ thủ công. Mình làm cái chào ông bà. Giờ nguyên cắt giấy nháo nguyên trà đánh bóng làm đi cơ hội cơ mình có mở rồi được cái xưởng không. Cái xưởng đồ mỹ nghệ thủ công. Mình lấy cái cục cái chén cái trà cũng ngon lắm.
Cái này mình làm để mình như cái gáo, cái mình múc nước mắm, nước tương. Để khi mình ăn mì bún, ăn chả giò, ăn mì bún rồi ăn này kia nọ, rồi có mình múc nước tương, mắm mình chan vô. Cái này mình làm theo yêu cầu của chị Mai Liên. Chị Mai Liên ở Mỹ, có bữa chị thấy mình làm đồ ăn, mình giới thiệu một cái tấm thớt mùa u. Đó là tấm thớt mùa u của mình mới vừa mua. Còn cái vỏ luôn á, người ta làm còn vỏ luôn, người ta bán, mình thấy người ta bán thớt mùa u, mình thích xài thớt mùa u đó. Tại vì thớt mùa u á nó lâu có lên dâm lắm, mà nó xài nó chắc nữa. Chị thấy gì chị nhớ quê hương, nhớ ngày xưa ở quê chị thì có mùa u, có trái mùa u, thì chị gọi điện gì cho mình, chị hỏi mình biết là cái làm cái gáo mùa u để mà ngày xưa chị thấy người ta đi bán bún chả giò. Thì người ta múc bằng cái gáo mùa u này, thì chị thấy ở nơi đó có làm, chứ hồi nào giờ thì mình chưa có thấy. Chắc có lẽ mình ít đi ra đường cho nên mình không có thấy người ta bán cái này. Người ta bán, người ta múc bằng này, cho nên chị nói thì mình làm, chị yêu cầu mình làm cho chị coi. Là một clip mà cái gáo mùa u này nè, cho chị coi. Thì mình sẽ làm một clip này với mình gắn lại xong, thì mình sẽ làm một clip bún, mì bún để mà mình chan vô cho các anh chị coi. Mình thấy cái gáo này làm rồi thấy dễ thương lắm. Nè ông Thảo, mình ông làm qua công đoạn rồi, xong cái công đoạn của ông Thảo mình, ông Thảo mình nghỉ rồi, giờ tới mình. Nãy giờ mình chà với nhám cho sạch, với cho láng mấy cái cán này nè, mình lấy với nhám này nè, mình chà nè. Mình nhớ ngày xưa mình đi học không có, mình không có với nhám á, cái mình ở trên giường mình có cây dúi lá nhám y như lá này luôn vậy nè. Cái mình làm đôi đũa chấm điểm á, mình cũng lấy cái lá đó mình chà đôi đũa mình móng giận luôn, giống y như với nhám luôn vậy. Giờ mình chà cho nó sạch nó nha, nó bóng lại. Nhưng mà mình không có chà nhiều, không chà quá trớn bị gì, cái này nó mỏng nè, chà quá thì nó bị hư, cho nên mình chà vừa bóng rồi được rồi. Làm xong rồi, cái này nó là cái cuối cùng á, láng lình nè. Cô chùi kỹ quá cụ. Chùi kỹ vỡ láng, vỡ đẹp. Công đoạn của con đây nè, đây là cái gáo mùa u của mình nè, mình làm xong hết trơn rồi nè. Mình làm được tổng cộng là 15 cái. Mình dòm giống cái cây kẹo mút rồi các anh chị. Mình làm cái này thấy nó dễ thương lắm. Để mình múc thử. Giờ mình sẽ làm vô, mình đi mua bún, mình làm bún thịt nướng. Thì mình sẽ lấy cái gáo nè, gáo dụ nè, cái mình múc nước mắm, mình chan mình ăn.